Xin chào tất cả bà con cô bác tới chợ lên kênh Mùa Giống Củ Chi của em nha. Thì hôm nay em có lên đồ lực lỡ nha cô bác anh chị. Kem có, bà bê có nha. Đó, lực lỡ 11 con ha. Đó, con bò là nhỏ nhất nè. Bà bê nè. Bò bà con hay quá anh chị. Thì em muốn bán là 34 triệu đồng thôi cô bé anh chị. Đó, 34 triệu đồng. Cô bé anh chị là có bắt được liên hệ em ha. Đây, chỉ con bò này là 400 mấy ký hơi nha cô bé anh chị. Bò này nó 400 mấy ký rồi nha. Bò này 450 rồi, 44, 450 rồi nha. Bò đây lại, bò này thì thiếu đủ 400 ký 2 nha cô bé anh chị. Nguyên nhà bò này thì là 400 ký 2 nha. Cái con này dư 4 tầm chứ. Cái con này là thiếu đủ 4 tầm hết nè. Cô bác nào có bắt bò lỡ thì liên hệ em ha. 11 con, cào qua con lỡ là 34 triệu đều ha cô bé anh chị. 34 triệu bao em chỉ cho cô bé anh chị luôn nha. Mấy bò này là 400 ký 2 hết nha cô bé anh chị. 300 mấy, 4, gần 4 tầm hết nha. Có mấy con này là 4 tầm hơn luôn nè. Đây. Này hơn 400 nhiều nha các bé anh chị. Đây. Con này cũng hơn 400 luôn nha. Có con bò này 200 mấy 300 ký 2 nha các bé anh chị. Có con bò này nhỏ nhất nè. Đó, bò này nhất nè, xương sóc khỏi chơi luôn ha. Ăn uống ngon lành nha các bé anh chị. Để quay cái dừng ăn cho các bé anh chị mình xem ha. Thì cô bé anh chị nào mua hết thì em bao điều chuyển luôn nha. Ăn uống cũng đơn giản nha. Đó, chất mì nè, chất mì bỏ vô với cám à, đơn giản nha cô bé anh chị, chứ không mất cọc kỳ hết nha. Đó. Nào lấy dài lưng nách rồi hở hết ha. Đó. Nói chung là bò này về cô bé anh chị mình về thu tết là xuất được rồi nha cô bé anh chị. Nó ăn khỏi chơi ha. Cô bé anh chị về thu tết là xuất bò được rồi nha. Tổng cộng là 2, 4, 6 bò kem. 6 con bò kem mà trong đây có 3 con ba bê kem rồi, 4 con ba bê kem rồi nha. Này, ba bê kem nè, ba bê kem nè, con trắng nó cũng ba bê kem, con đó cũng ba bê kem luôn nha. Có con bò này với con bò vàng là bò kem nha các bé anh chị. Quay dần ăn cho các bé anh chị mình xem ha. Ăn uống khỏi chơi luôn ha. Giờ ăn luôn nè. Vậy lần thở hết ha cô bé anh chị. Cô bé anh chị là có bắt là liên hệ em ha. Cảm ơn cô bé anh chị đã theo dõi video của em nha.